anh em ha. Hello anh em, xin chào anh em, cô chú, anh chị ha. Hôm nay Quang Thái Gia Lai xin giới thiệu với anh em, cô chú, anh chị một con máy đầm sản xuất tại Nhật luôn anh em ha. Pin còn đâu đó khoảng 85% anh em. Thì máy này thì động cơ là Robin 3.0 anh em ha. EH09-2. Cái này là đời cao nha anh em. Cái này ba ngựa anh em, ba ngựa là đời cao ha. Máy Robin này. Đó. Còn chân thì MT55 nha anh em. Đấy. Này zin máy đồ khô ráo ha. Đây công tắc nè anh em. Công tắc ha, on off ha. On nè. Tắc off tắc này on này dùng ha. Khóa xăng này, tay ga này, bình xăng nè. Tay vịn nè anh em ha. Chân này, chân là rất khô ráo nha anh em. Cái ủng này đúng cái ủng zin nó là nó màu cam nhưng mà thay ủng mới mụn xịn rồi. Chứ ủng kia nó kiểu như đỡ bãi lâu anh em. Nó chuyển màu rồi nên Quang Thái bỏ đây. Thay ống mới luôn mà ống xịn chứ không phải là ống thường nha anh em. Đấy. Máy 3.0 là đời cao nha anh em. Robin 3.0 anh em lưu ý là Robin 3.0 là đời cao còn 2.4 là đời thấp hơn anh em ha. Máy rất là khô ráo ha. Zin chắc 85% anh em. Đó, chân khô ráo ha. Cái này Quang Thái có được qua độ nhớt rồi nhưng mà nhớt mình chim vô cái lỗ chim nhớt này anh em thì đâu đó khoảng 0.8 ha. 0.8 lít ha. Đấy. Đây là cái mặt trước của máy này, đây giật này. Tí nữa Quang Thái test cho anh em xem luôn. Con hộp này. Quay một vòng cho anh em xem ha. Ghe này, lớn nhỏ này ha. Anh em ha. Mình đổ nhiên liệu ha. Ô xô rồi còn mới đó anh em. Lọc gió nè. Gió mở ra nè anh em. Anh em ha. Đấy, mở lọc gió đây anh em. Đấy, lọc gió cái lọc gió này thay mới rồi nghe anh em. Chứ rin của nó là bụi lắm, bỏ rồi nè. Đỡ con thấy ập lại giờ này cần con thấy gài lại tí nữa test reo rồi đây test cho anh em xem luôn. Con này con thấy báo giá luôn, báo giá luôn anh em, vừa cho anh em xem mà vừa báo giá luôn ha. Đấy, cao su đồ còn mới nè, hàng Nhật này anh em. Cái này là cái kịp trì nữa nè. Đó, kịp trì được vô công trình này. Đây, sản xuất tại Nhật này anh em ha. Nhìn thấy thông số không? Motor 55E. Các Mika xe. Công ty Canada xe. Sản xuất tại băng này, sản xuất tại Nhật này. Con này thì nó nặng 57 cân ha. 57 cân anh em ha. Thông thường là 2.1 kW, 2.8 bờ xi. Máy rất khô ráo anh em, máy còn rin anh em, khô ráo không qua chút nhớt là luôn, máy đang dùng luôn anh em, đang dùng ok luôn ha. Đấy, quay xác xét cho anh em xem, lọc gió này, ống xăng này, rin cỡ 85% anh em, đây, chân ha, đế này, máy rất khô ráo ha, phải cứ nhớt luôn. Đây ở phía sau nữa nè anh em ha, mà tên 55 này đỡ nguyên bản luôn anh em, không có sơn hay là chỉ có Quang Thái chỉ có lấy cọ kỳ cho nó giữ rong rêu bụi rồi anh em đỡ ngoài trời á, mưa á thằng bãi mà lấy rất khô ráo ha. Nếu anh em mình có cái sự nhận định về máy thì này rất ổn, lọc gió này anh em, số bắp ha, máy rất khô anh em ha, anh em thấy không? Mình thấy báo giá con máy này là 11.800.000 là bao vận chuyển toàn quốc luôn anh em. Bô nè, bô thì ngoài mưa ngoài gió thì nó hơi rét tí ha. Đây cái lỗ đã chim nhớt này, lỗ sẽ nhớt này anh em ha, lỗ đây sẽ nhớt này, lỗ đây chim mình đổ nhớt vô này, xì máy này. Đây. Anh em thấy cái đại quân thấy quay cho mình thấy này. Cái tem của máy luôn ha. EH09 số series này. Nô đây số series này. Anh em thấy không?
chỉ có thằng này thì nguyên bản luôn, không có sơn sửa gì hết á, chỉ có nó bụi bụi thôi. Rồi cái chỗ này nó, cái nắp này nó hơi nứt một tí nè anh em. Rồi quan thái không để ý nè, này nứt một tí đây, bớt anh em, bớt anh em 200 ngàn đi. À, có nứt vô đây một tí nha anh em, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì hết anh em. Cái này gáo gió nhưng mà nó có nứt này, quan thái cũng không để ý nè. Lên xuống rồi chắc nó cắn hay là dạy ngốc nó, nói chung là nó ve chạm thêm. Quan thái báo giá lại cho anh em luôn là 11.600 bao vận chuyển ha. Đúng ra 11.800 nhưng mà nó có nứt chỗ đây một tí. Nếu mình xử lý lại vẫn được thôi, nhưng mà không đáng kể, không chút xíu vào đây thôi anh em. 11.800 anh em ha, quên 11.600 anh em ha. Đấy, nhìn bạn mến. Quan thái kéo ra vào đây, quan thái tiếp nổ cho anh em luôn ha. Em cầm quay vô cái máy để em kéo đi. Quay liền luôn, quay liền luôn. Đấy. Đấy anh em ha. Đây bằng test anh em. Test bằng nè ha. À, đóng e ha. Đóng e này, lên xíu ghe này anh em, giật ha. À, chưa đóng e anh em, à, quay lại. Em quay đây, đóng e này. Đóng e lên tí ghe giật này. Rồi, mở e ra anh em ha. Đấy, giờ lớn lên. Tét nè anh em, tét nè ha, tét nè. Bật lại ha, bật lại ha, bật lại nè anh em, tét rồi bật lại nè ha. Đóng nghe nha anh em nhớ đóng nghe ha, đóng nghe chỗ đây, quay trên đi. Đóng nghe đi anh em ha. Rồi, giật thôi. Đấy. Giật anh em. Đấy anh em ha. Thank you.